Những điều cần biết về tình trạng và nhu cầu của người tị nạn ở Thái Lan để giúp họ một cách hiệu quả. Tình trạng của người Việt tị nạn ở tại Thái Lan hiện nay khác nhiều so với thời kỳ thuyền nhân trước kia. Phần lớn người Việt ở hải ngoại và ngay cả nhiều người trong cuộc vì không biết rõ nên dễ ngộ nhận và bị hóa mù. Để tránh ngộ nhận, chỉ cần nắm bắt nắm điều cốt lõi dưới đây. 1. Ở Thái Lan hiện không có trại tị nạn, ngoại trừ các trại cho dân Miến Điện sát biên giới Miến Điện. Người đang xin tị nạn hoặc đã có quy chế tị nạn đều sống lẫn lộn với người dân Thái Lan ở các thành thị nên được mệnh danh là tị nạn thành thị. Họ sống bấp bênh và phải tự buôn trải. 2. Chỉ những ai đã được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách tị nạn thì mới được gọi là người tị nạn. Những người đang xin nhưng chưa được công nhận tư cách tị nạn thì được gọi là người xin tị nạn. Những ai đã hoàn toàn bị phủ nhận tư cách tị nạn, tức bị đóng hồ sơ, thì được gọi là người không là tị nạn. Chúng tôi gọi chung cả ba thành phần là đao tị. 3. UNHCR chỉ giới thiệu định cư những người đã được công nhận tư cách tị nạn, refugee, người không là tị nạn hoặc sống lẫn lút ở Thái Lan hoặc phải hồi hương. 4. Các quốc gia nhận định cư tị nạn chỉ cứu xét các hồ sơ tị nạn do UN giới thiệu, bất luận theo chương trình chính phủ hay tự nhân bảo lãnh, không có ngoại lệ. 5. Thái Lan xem mọi người đào tị là di dân bất hợp pháp, họ có thể bắt bất cứ lúc nào. Tuy ít khi xảy ra, chính phủ Thái Lan cũng đã trục xuất người đào tị về nguyên quán. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tiếp xúc nhóm người xin tị nạn từ giáo xứ Quân Dầu chạy sang Thái Lan tháng 7 vào năm 2010. Vai trò của BPS được UNHCR cứu xét từ các tị nạn là nhu cầu cấp thiết của những người xin tị nạn. Đây là cửa ải đầu tiên mang tính sinh tử. Nếu không có quy chế tị nạn thì không thể định cư. Nếu không có sự hỗ trợ pháp lý của luật sư có kinh nghiệm, triển vọng được công nhận từ các tị nạn sẽ rất thấp. Rất tiếc, từ hơn chục năm qua, chỉ có 2 văn phòng pháp lý phục vụ người đào tị ở Thái Lan. Hiện có khoảng 7.000 đến 8.000 người đến từ nhiều quốc gia. Một văn phòng do BPS thành lập và tài trợ được biết đến dưới tên Center for Asylum Protection. Văn phòng kia do tổ chức Asylum Access ở Austin, California là thành lập và tài trợ được biết đến dưới tên Asylum Asset Thái Lan. Khoảng 80% người Việt nhận sự hỗ trợ từ năm 2008 đến giờ, đã hỗ trợ pháp lý cho khoảng 2.000 người xin tị nạn. Tuyệt đại đa số là người Việt nhưng cũng có một số đến từ Pakistan, Trung Quốc, Campuchia, v.v. Có đôi khi luật sư của Asylum Asset đã đến Malaysia và Indonesia để hỗ trợ pháp lý cho đồng bào xin tị nạn tại hai quốc gia này. Trong số người Việt được hỗ trợ pháp lý, khoảng 1.550 người đã được UNHCR công nhận tư cách tị nạn và khoảng 800 đã định cư ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Pháp. Ở Thái Lan hiện nay còn khoảng 750 đồng bào đã có quy chế tị nạn đang chờ định cư và khoảng 850 đồng bào đang xin tị nạn hoặc đã bị đóng hồ sơ. Cả hai văn phòng đều trợ giúp miễn phí cho người xin tị nạn. BPSA gây quỹ trong cộng đồng để tài trợ văn phòng và chính anh chị em trong BPS tự bỏ tiền túi bù thêm khi thiếu hụt. Những cựu thuyền nhân hồi hương quay lại Thái Lan. UNHCR xem những người này như những người đến Thái Lan xin tị nạn lần đầu, nghĩa là họ phải qua các cuộc phỏng vấn với UNHCR và chỉ những ai được công nhận tư cách tị nạn thì mới được giới thiệu định cư tị nạn. Trong số các hồ sơ được hỗ trợ
trợ pháp lý có một chục trường hợp cựu thuyền nhân trở lại Thái Lan sau khi hồi hương. 8 hồ sơ đã được công nhận từ các tị nạn, một số đã định cư ở Hoa Kỳ và Úc, số còn lại đang ở Thái Lan chờ UNHCR giới thiệu đến các quốc gia nhận định cư. Có một số trường hợp cựu thuyền nhân hồi hương sau quay lại Thái Lan và được định cư trong chương trình bảo lãnh tư nhân mà Liên hội Người Việt Canada, Việt Nam Canada ký với chính phủ Canada. Như thế họ đã qua mặt Thái Lan, UNHCR và chính phủ Canada. Chương trình định cư kể trên là định cư nhân đạo chứ không phải định cư tị nạn và chỉ dành cho những cựu thuyền nhân không có quy chế tị nạn và chưa hề hồi hương. Hiện còn khoảng hơn 20 hồ sơ cựu thuyền nhân loại này ở Thái Lan. Từ lâu, BVSS đã bắn tiếng đến họ hãy sớm ghi danh xin quy chế tị nạn với UNHCR. Tiếc là lời nhắn nhủ này đã không đến được tất cả mọi người trong số họ. Hội ngộ các đồng bào tị nạn thuộc giáo xứ Công Giàu sau khi định cư tại Hoa Kỳ tháng 2 năm 2008. Có cần vấn đồng hồ sơ để được định cư tị nạn? Không cần và không thể. UNHCR làm tốt công việc giới thiệu hồ sơ tị nạn đến các quốc gia nhận định cư. Điểm bế tắc là có quá ít chỗ định cư tị nạn Hoa Kỳ. Quốc gia nhận định cư tị nạn nhiều nhất đã giảm định số định cư tị nạn trong những năm gần đây. Để tháo gỡ bế tắc này, từ cuối năm 2020, BVS cùng với nhiều tổ chức Hoa Kỳ vận động tăng định số. Tổng thống Biden đã công bố định số là 125.000 cho đến 2022. Bước kế tiếp là vận động Quốc hội cấp ngân sách tương xứng. Trong một số trường hợp đặc biệt, luật sư của Aslam Asad đôn đốc chứ không phải vận động cho các hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn của UNHCR để được giới thiệu ưu tiên người bị nguy hiểm cận kề, người bị bệnh nặng hay bệnh mãn tính, người già neo đơn, mẹ đơn hẳn, gia đình đông con. Nếu có ai tuyên bố lập danh sách cá nhân để vận động với Quốc hội hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho việc định cư thì đó là do không hiểu thể thức định tị nạn. Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia nhận định cư chỉ cứu xét hồ sơ do UNHCR giới thiệu là quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Họ không bao giờ qua mặt UNHCR. Có cần vận động chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn ở Hoa Kỳ? Không cần, vì mọi chuyện đã xong. Khi bắt đầu vận động nâng định số định cư tị nạn, thì chúng tôi cùng lúc vận động mở lại chương trình định cư tị nạn theo diện bảo lãnh tư nhân. Đầu tháng 2, Tổng thống Biden quyết định mở chương trình bảo lãnh tư nhân như vậy. Tháng 9, Bộ Ngoại giao báo cáo Quốc hội về chương trình này được mệnh danh là diện F4, viết tắt của Project là 4, ưu tiên 4. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Biden tuyên bố bắt đầu thí điểm diện F4 với những người tị nạn Afghanistan. Thực ra, Hoa Kỳ đã có chương trình bảo lãnh tư nhân người tị nạn từ năm 1987 đến năm 1995. Chương trình bị đóng sau khi trong 2 năm liền, 1994 và 95, không tư nhân nào nhận bảo lãnh người tị nạn. Biểu đồ định cư theo diện bảo lãnh tư nhân vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có loại trừ người Việt khỏi chương trình định cư tị nạn. Thông tin của Đài Area rằng từ năm 2008, Hoa Kỳ không xem người Việt thuộc thành phần xứng đáng để định cư tị nạn là tin thất thiệt. RFA có cải chính nhưng lại đổ thừa cho một giới chức Hoa Kỳ đã nói vậy. Tôi đã liên lạc tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ được nhắc đến trong bản tin của RFA. Họ ngạc nhiên và lấy làm tiếc về cách đưa tin của RFA. Chắc chắn
không một giới chức Hoa Kỳ nào nói điều này vì nó ngược với thực tế. Từ năm 2008 đến năm 2020, Hoa Kỳ đã nhận định cư khoảng 1.100 người Việt tị nạn từ Thái Lan, trong đó khoảng 800 là những người đã được sự hỗ trợ pháp lý của văn phòng Asylum Asset. Bởi vậy, tôi khẳng định tin của Area là tin thất thiệt và càng thất thiệt sau khi đính chính. Ai muốn tự phối kiếm thì có thể truy tìm thống kê của UNHCR về số người tị nạn được định cư liệt kê theo quốc gia, nguyên quán quốc gia, tiếp nhận và năm. Chương trình bảo lãnh tư nhân người tị nạn của Canada. Canada đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về định cư người tị nạn ở Thái Lan. Canada có hai chương trình định cư tị nạn, chính phủ bảo lãnh và tư nhân bảo lãnh. Từ năm 1978, chương trình bảo lãnh tư nhân đã định cư 225.000 trong tổng số 770.000 người tị nạn vào Canada. Như người Việt tị nạn được tư nhân bảo lãnh vào Canada, trong biểu đồ dưới đây, màu tím là số người tị nạn định cư vào Canada theo diện bảo lãnh tư nhân, màu xanh dương là số người được chính phủ bảo lãnh. Biểu đồ định cư theo diện bảo lãnh tư nhân vào Canada. Có nhiều tổ chức phi chính phủ, nhất là các tổ chức tôn giáo, tham gia chương trình bảo lãnh tư nhân. Chính phủ Canada ấn định định số cho chương trình này là tổng cộng 67.500 cho đến 3 năm, năm 2021 đến năm 2023. Cách tối ưu để giúp đồng bào đào tị ở Thái Lan. Chúng tôi tập trung vào việc trợ giúp pháp lý cho đồng bào vượt qua của ải đầu tiên. Xin UNHCR công nhận tư cách tị nạn với họ. Đây là của ải sinh tử vì họ chỉ có tương lai nếu được UNHCR công nhận tư cách tị nạn. Lúc ấy họ mới có cơ hội định cư với mục nhận định cư vào Hoa Kỳ, tăng mạnh và Canada vẫn ở hạng 2, triển vọng định cư của người tị nạn tăng lên đáng kể. Tại của ải định cư, chúng tôi theo dõi và đồn đốc UNHCR ưu tiên giới thiệu các hồ sơ trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc thỉnh thoảng bổ sung thông tin cho hồ sơ đã được UNHCR giới thiệu với quốc gia nhận định cư. Đó là các hiệu quả nhất để giúp đồng bào đang xin tị nạn hoặc đang chờ định cư. Nó thể hiện tinh thần trách nhiệm khi sử dụng nguồn tài chính do đồng hương ở hải ngoại đóng góp. Thông tin liên quan. Tổng thống Hoa Kỳ công bố định số 125.000 chỗ định cư tị nạn cho tài khoá năm 2022. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi trong kênh YouTube Zoomer của tôi, đặc biệt là những anh em tị nạn ở tại Thái Lan. Chúng ta nên đọc và chúng ta sẽ thấy đó là một điều rất là hữu ích, đặc biệt là cho những người đã có quy chế tị nạn sẽ có thể rất là sớm để chúng ta được định cư tại Hoa Kỳ cũng như là Canada và một số nước khác nữa trong năm 2021 cho đến năm 2023. Và xin tôn chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị lần sau.